Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Một ngày mới trong lành và mát mẻ ha. Đây là cái khoảng đất mà mình dùng để làm cúc mâm xôi này mọi người ơi. Đó. Nhà mình thì làm 5 cơi nha mọi người. 5 cơi là thời điểm bây giờ thì cũng là ngày 27 tháng 5 rồi ha. Hầu như tất cả mọi người thì đều đã xuống ra giỏ hết rồi. Thậm chí là có người xuống con rồi. Nhà mình thì cứ bò theo sau vậy đó. Làm mà chưa kịp. Đó. Ở đây thì mình cũng gắn đường ống nước xung quanh hết trơn để tưới nước ha. Năm nay nhà mình làm 1,5 giỏ. Đó, và đây là 2 bờ đất. Đất này là mình mướn chứ không phải của nhà đâu. Cho nên ai muốn làm cúc thì cứ mạnh dạn lên ha. Đừng nghĩ mình có nhiều đất, mình không có đất. 2 ngày vất vả mà mình mới ra được có 800 giỏ này. Còn thiếu 700 giỏ nữa ha. Làm giữa nắng này dễ mất sức lắm. Thì đây là cái giá thể của mình này, gồm có xơi dừa, vỏ trấu và các loại phân ha. Cái này thì trong kênh của mình đã có một video rồi, mọi người có thể vào kênh của mình tham khảo nhé. Video của mình là ủ phân và các thành phần ủ phân để làm bông. Đó. Mình làm các loại bông luôn và mình thường thì mình ủ một lần như vậy đó, để dùng hoài. Đó. Ở đây thì mình bỏ tầm 1/3 của chậu bông thôi ha. Cúc mâm xôi thì khác với các loại hoa kiểng khác. Mỗi loại hoa kiểng thì người ta sẽ có cách vô giá thể khác nhau ha. Cái cây này thì vô ít lắm, vô ít phân lắm. Rồi sau này cây lớn lên cái mình cứ thêm vô từ từ. Thêm cho cây từ từ. Với lại là ở thời tiết miền Nam thì bây giờ là đang mùa mưa. Nếu mà mình vô phân nhiều quá, nhiều khi sợ cây nó ứ nước, thoát nước không tốt và cái cây nó hay bị bệnh nữa. Đó cho nên nhà mình vô cũng như thế này. Tuy nhiên á thì vô nhiều vô ít là do kỹ thuật làm của mỗi người nha. Có nhiều người thì người ta vô nhiều hơn. Tùy mọi người. Ban đầu thì mình để nó gần nhau như vậy này. Ở đây gió rất là mạnh và ánh nắng cũng nhiều nữa. Sau này cây bự lên á thì mình sẽ tản ra. Thì 1,5 thì chắc 2 bờ này mình làm chắc đủ ha. Tương đương với 1,5 mét vuông á mọi người. Đây là cái thùng mà mình sử dụng để làm cúc. Đó, C11 ha. Ở dưới này thì mọi người nhìn nè. Nó có rất nhiều lỗ luôn ha. Và ở giữa này mình có một cái lỗ bự nữa ha. Để cho cây nó được thoát nước tốt hơn. Thì cái khoan lỗ này thì mình thấy ở chỗ mình năm nay hầu như ai cũng khoan hết. Tại vì như năm ngoái á, thời tiết mưa dập quá nhiều. Và nếu như cây chậu cúc của mình mà nó không có thoát nước tốt á, cây nó dễ bị bệnh. Cho nên năm nay mình thấy hầu như xung quanh mình ai cũng khoan hết. Thì do cây năm thì hầu như mọi người đều xuống hết rồi đó. Cái chậu này chắc đường kính chắc tầm cũng 27cm, 27-30cm mình ước lượng vậy đó. Đây. Và khi mình kê gạch á, thì có mấy cái lỗ bìa ấy, đã được che lại rồi. Cho nên mình cần khoan một cái lỗ ở dưới ha, để cho cái cây nó được thoát nước. Còn có nhiều người đóng dàn á, thì nó phải ráo hơn, khô hơn. Nhưng nhà mình thì kê gạch ha. Đó, mọi người thấy sao? Làm cúc này thì nói chung thì làm cái gì cũng cực hết. Nhưng mà vì là công việc một phần mà làm cúc này nó rất là vui luôn. Tại vì cúc mâm xôi thì vẫn luôn là một cúc best seller ở chỗ mình ha. Rất nhiều người thu mua, giá thành cũng tốt. Và mình có đầu ra thì mình cũng yên tâm hơn, phải không mọi người? Đó, quay cho mọi người xem này. Ở bên này của mình thì mọi người cũng đều làm cúc hết. Nhưng mà người ta làm 4 cơi. Cho nên người ta chưa có xuống. Khi nào chắc tầm vài ngày nữa thì ở đây sẽ là biến thành vườn cúc hết. Đây này, người ta cũng phát cỏ sạch sẽ hết trơn rồi. Nhưng mà chưa có xuống ha. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.